Đây là mọi người biết đây là cái gì không? Đây là một cái hộp cơm tự nuôi của mình mới đặt trên Lazada. Đây là em của mình lâu lắm rồi quay phim của mình và quay từ hôm qua giờ. Và đây mình sẽ ăn cho các bạn theo luôn. Lần trước mình cũng đặt một bộ khủng long, hôm nay mình sẽ ăn đặt cái cơm tự nuôi nhanh nhau nhá. Xem nó có ngon như trong quảng cáo không? Đấy bọn nó bảo ngon lắm. Đây đây. Đây anh em nhá. Đang có hộp đặt cục luôn. Mùi nó rất quá. Hay là cái thức này mình không quên quên, kéo lại đây. Quay xa xa thôi, quay xa xa cả cô đéo bên nào. Quay được hết rồi? Được. Quay, cái này là... Đây, quay cây gân à? Đây này. Quay, mốt. Đây em cái này đánh thằng em mình, nó bị tự kỷ, mình tự kỷ. Mình cho nó ngồi nó bóp, còn mình cứ hở, ăn cơm đồ. Ai quay gần lên, ăn cơm đồ cho mọi người xem ạ. Trước đặt một ông, bây giờ đặt này. Hôm nay thì nhìn vào nói khác như vậy. Rất là quắc, xéo tách luôn anh em ạ. Quá xịn luôn. Ai không lấy bao nhiêu mình? Như là có trị giá là 1,5 triệu. Đây, đây là gạo, cái gì nhỉ? Cái gì mà gạo, mẹ luôn, bao nhiêu nhỉ? Em bao nhiêu? 88. À 88 nghìn, không phải nhỉ? Quá cho sang một cái thôi chứ nhầm nhỉ. Và đây là cái gì đây? Đây là gió thứ. Đó là gì? Sốt. Các anh em đầy đũa nhá. Đúng các bạn. Quay xôi cái đây để xôi á. Cái để xôi. Cho nó nóng vào phải không? Ừ, trong để xôi. Mình nhìn camera quay ấy. Còn mình cũng ở đây phải không? Đúng rồi, trong cho nước. À, tao hiểu. Phải đổ nước nóng à? Đổ nước nóng lại quay đấy. À đổ nước ra hả? Cả nhà ăn thấy ngồi chỉ quay này. Chỉ. Đâu không thì sáng mai. Ôi nhìn nào. Nhìn nó như xì lạ. Quay vào đường này tao làm. Đây, trong gạo mình nhìn quên. Đi quên. Có mình ăn một lần rồi. Chứ không biết làm được gì. Làm không ngon. Mày quay lại nói nhìn camera, nhìn tao. Ừ, khá là gì ạ? Mình cho thử làm một lửa trước đây như nào. Lửa trước đi. Mình có hết bảo luôn không? Ừ, ăn cho. Em cứ tưởng đây có gì. Mày quay lại nói. Mày muốn đọc vào mình khác thì ngại. Bây giờ mình sẽ chế biến trước đi. Đây chị xôi, ăn là tôm gạo hay cái gì? Dạ gạo thì có cái gì? Cô sẽ không biết đấy anh ấy đúng không? Nhưng con mồm hỏng mắt hỏng văn này à? Rồi, cái này thấy được. Lấy anh đi lấy để bên. Nghe cái anh em nhau tay mình thì hết rồi. Chỗ này đây này. À, mình đã mình hết nên là chụp hết đây rồi. Rồi mình đến tiếp mục phủ nước vào đây. Rồi đợi, cái này đợi lên phòng bên nhá. Rồi anh em thấy là phòng bên không? Đấy là phòng bên gần rồi đấy. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ cho này lên này. Rồi đợi nó nóng. Úp này vào đây này. Có tài khoác. Bỏ nước, bỏ nước. Rồi. Để lỗ. Mình nóng lắm anh em ơi, bên trong nóng cực luôn. Đây. Nóng cực luôn anh em ơi. Đây. Mình giơ tay vào xem. Nóng lắm mày quay hẳn đây này. Nóng lắm mày. Nhìn camera ấy. Để ta quay. Nóng. Đây anh em nhá. Bên trong rất là nóng à. Vậy nó phòng lên được. Phải đợi vài phút nhá. 15 phút. Ôi, anh em ơi. Bảo lắm lại đây, để đây, đây. Đây, đây. Nó bóc thằng em mình khôn anh em ạ. Đây. Anh em bây giờ hủng thơm lắm. Hôm nay mình sẽ ăn đấy. Quay tôi ra tôi lấy cái bóp bóp bóp. Thịt bé quay ra. Ui, thơm vãi nhưng mà nóng vãi. Nóng lắm anh em ạ. Sao hai ra, mình tao này à. Ăn chung nha. Ui rồi ôi, nhìn này. Nhìn mình ăn này à. À, ui. Em ơi, đây là coca nhá và đây là cái bánh gạo. Còn như này. Thì nó ăn nhá. Ui, anh em mình thèm thế. Không có miếng nào. Kéo ăn nào, bước đầu mùa. Ôi, kéo con đang ăn khổ thân đi. Chấm à. Ngon không? Ừ. Mày cầm ra quay. Ok anh em nhá. Cơm xôi này mình thấy ăn nó rất là ngon. Ngọt lại cay nữa.
nên bây giờ tạm biệt anh em vào video tiếp theo. Bây giờ anh em mình đánh chén xong đi tắm người đã nhá. Bye bye anh em.